Khanh Khanh, làm gì đó Khanh? Khanh, con chơi ma túy hả? Mẹ thấy còn hỏi nữa. Con ơi là con, tại sao con lại dính vô cái thứ này hả Khanh? Mẹ hỏi con, tại sao? Con có biết dính vô cái thứ này là chết không con? Khanh, Khanh, là cô. Cô kéo con tôi vô con đường hư hỏng phải không? Cô tính tàn phá cuộc đời con trai tôi hả? Bây giờ cô đi ra ngoài. Cô biết ở đây đi, mau, cô mẹ. Ra ngoài, mau. Tôi nói cô ra ngoài, mau. Có gì đâu, công ty của con bị làm ầm đến vậy. Con làm gì mà làm? Mẹ cho con làm giám đốc công ty. Mẹ tưởng đâu con phải biết kiểm soát gia đình, tiền bạc trong gia đình chứ. Mẹ tưởng mẹ hưởng phước mà giờ con làm vậy. Vậy là sao? Trời ơi, con là giám đốc, con có tiền con xài, hưởng thụ mùi đời chứ mẹ. Hưởng thụ cái gì? Không có chuyện đó đâu con. Từ đây trở đi, mẹ sẽ kiểm soát công ty chặt chẽ. Mẹ không có để cho con giữ tiền nữa. Con đã dính vô cái thứ này rồi thì cứ tán gia bại sản thôi, con biết chưa? Tiền bao nhiêu đưa cho con chẳng khác nào gió vô nhà trống, con hiểu chưa? Con hiểu chưa? Mẹ tưởng làm vậy con sợ hả? Làm bơ đi. Bơ cái gì? Bây giờ tôi nói cô đi. Cô đi, đi, đi. Cô ra khỏi nhà tôi, mau lên. Đi mau. Đi. Còn thằng Khánh không được đi. Khánh ở lại mẹ biểu. Cô đi đi. Cô đi, đi. Gì vậy mẹ? Cái gì? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao con lại hốt? Mệt mẹ quá. Tại sao? Khanh! Ông Bình, lát nữa ra ngân hàng á, rút cho tôi ít tiền. Cậu tính rút tiền để làm gì? Dạo gần đây thì công ty không có đơn nào cần phải chi trả cả. Nè, làm gì là chuyện của tôi. Tôi là giám đốc, ông phải nghe lời tôi. Còn không á, tôi tống cổ ra khỏi công ty đó. Nghe chưa? Tôi thà chấp nhận nghỉ việc chứ không làm theo lời yêu cầu của cậu đâu. Trước đây ba cậu đã giao quyền quản lý tài chính của công ty cho tôi, để sau này còn giao lại cho cậu Hiển tiếp nhận. Nếu cậu không dùng tiền để làm ăn cho công ty thì tôi không đưa đâu. Cái gì? Bữa nay ông dám lên mặt dạy đời tôi đó hả? Tôi hỏi một lần nữa, đưa hay không? Tôi sẽ nghỉ việc để coi cậu làm cách nào để rút được tiền. Đúng là đồ phá gia chi tử. Nghỉ đi. Chỗ chết. Làm gì vậy? Mày kiếm gì? À, mày đừng có tìm vàng vòng nữa. Tao không có giấu mấy cái thứ đó ở đây đâu. Đưa cho con đi mẹ. Tao không bao giờ đưa tiền cho mày, mày biết chưa? Tao nói rồi, mày ra khỏi nhà đi. Tao không bao giờ đưa tiền cho mày đốt ba cái thứ hàng cấm này nữa. Mày đi đi. Mẹ à, mẹ đưa cho con đi. Mẹ nên nhớ á, mẹ còn có con trai nè. Mẹ giữ của nhà làm gì? Đâu làm được gì đâu, chết cũng đâu có đem theo được. Mẹ đưa con xài đi. Đưa cho mày á, để mày đốt cho ba cái thứ hàng cấm. Để tao đeo mày hả? Rồi được rồi, mẹ không đưa tiền chứ gì? Không đưa. Vậy mẹ trả hết nữ trang con mua cho mẹ đi. Coi như là quậy không ai nợ ai hết. Nữ trang bữa đó là mày trả cho tao, chứ mày cho tao hồi nào mà mày đòi. Đâu vậy, mẹ không đưa đúng không? Tao nói mày rồi, có chết tao đưa mày nghe chưa? Mẹ không đưa hả? Có được không? Không. Được không? Rồi rồi, từ từ. Nhanh lên. Để mẹ đưa.
Từ đây giờ sớm có tốt không?